Wow. Công trình là kéo thông thường đúng không ạ? Vâng, và tiêu chuẩn để một thí sinh có thể lọt vào vòng loại của chúng tôi ở Bình Dương là bạn ấy sẽ phải lên người được 40 đến 42 cái ạ. Một tiêu chuẩn rất là cao. Còn những động tác mà chúng ta đang xem thì thực sự độ khó cao hơn rất nhiều so với việc là chúng ta kéo xả thông thường đúng không ạ? Và các động tác giữ này phải tận dụng rất nhiều các bó cơ trên cơ thể cùng một lúc. Và có thể thấy là các chiến binh thân nghe thể hiện sức mạnh của mình đúng như những gì mà chúng tôi đã giới thiệu, là vô cùng kéo dài. Vâng, mặc dù ngày hôm nay thì các bạn ấy cũng không phải mặc những cái trang phục để thể thao đúng không? Không cảm thấy thoải mái thực sự trong một chiếc quần jean như thế này, nhưng mà đang rất là cố gắng để có thể thể hiện, để cho mọi người có thể hình dung ra và có thể hoàn toàn tin vào thể hình của các chiến binh Việt Nam. Vâng, đây là bạn Mạnh ạ, một trong những thí sinh rất là xuất sắc ở cái sân chơi mùa thứ nhất, và bạn ấy đã tiếp tục đến với sân chơi mùa thứ hai ạ. Vâng, và các bạn ấy có rất là nhiều những cái hình thức thể hiện với dụng cụ này ạ, có thể là